Chào cả nhà, đây là phần 4 là mình quay cái hotel mình đang ở đây. Tối bật đèn lên rất đẹp, mình quay sơ sơ cả nhà xem đó, đẹp không? Bật đèn rất đẹp luôn đó, quay xung quanh cho cả nhà xem đó. Sáng trưng luôn, rồi ngày mai xuống ăn sáng rồi mình sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Cả nhà nhớ subscribe mình nhá, cả nhà thank you. Rồi đây là bánh birthday của người em, cái năm mình mấy con mua bánh làm luôn cho người em mình đây, tháng 7 luôn nha cả nhà. Quê mình mấy tháng 7 gì đó đẹp à. Rồi mình bầu trời quý chúng ta quay tiếp cả nhà xem. Đây bây giờ là gần cái 16 giờ, mình mua đồ đi đâu, mình mua đồ đi ra ngoài trước từ từ rồi mình quay ra nhà xem lúc 6 giờ ở phía ngoài. Hotel rất sạch sẽ đẹp luôn cả nhà. Rồi bên kia có một mình cái đèn chơi thôi đó. Rồi, theo gió ở đây cho trời ơi. Cả nhà thấy mình sắp xếp, bà xã đang sắp xếp lúc 6 giờ chuẩn bị đi qua Houston. Đây cả nhà, mình về rất còn đầy ngạt chỗ này luôn. Mình có vé mua mít, mua đồ ăn hết. Đây cả nhà thấy không? Đây, bây giờ bầu trời Vita đã dọn ra ngoài xe hết 90% rồi cả nhà. Bây giờ mình đi vòng vòng đây, mình quay cho cả nhà xem tí nữa. Trời 6 giờ 10. Mình thích đi du lịch thì mình thích rất là mình thích được dậy sớm lắm đó nha. Thứ nhất là mùa hè mình dậy, mình hưởng không khí rất là thoải mái luôn. Đây khách sạn của mình rất đẹp luôn. Ngày mốt mình đi mình sẽ trở lại. Cái 85 đồng thôi. Đó bên kia cũng là hotel luôn. Ôi da place. Nhà thấy không? Đây không? Phía ngoài giờ này 6 giờ 10. Trời hơi có tối chút xíu cả nhà. Bên kia là một cái quảng trường gì đó rất đẹp luôn. Đó, mình quay nha, để mất chuyến vô chút xíu để... nước à, mình ở nước Mỹ này mình thích một cái là mình dậy sớm, mình hít thở không khí rất là trong lành nha cả nhà. Quay tiếp cho cả nhà xem đẹp luôn. Rồi bây giờ mình qua bên cánh tay trái mình quay tiếp cho cả nhà xem. Đây khách sạn có sơn rất đẹp luôn, khách sạn rất sạch sẽ yên tĩnh. Thấy không? Quay xa ra đây. Khách sạn rất đẹp nha. Quay là đó, bắt đầu của mình luôn, khách sạn đẹp quá nha.
enjoy Ulepo. Yeah, bây giờ qua Ulepo rồi, bữa nay là 6 tây rồi cả nhà. Bây giờ mình đó, nãy mình cũng nói rồi, bây giờ đại gia đình chuẩn bị khoảng 8 giờ 8 giờ mấy đi qua Houston, 3 đêm tiếp tục. Mình quay phía bên tay trái, tay trái bên khách sạn. Đây có những cái cảnh rất là đẹp luôn, rất yên bình luôn nha cả nhà. Đây có một siêu xe đang nằm riêng ở bên kia màu đen à, một siêu xe ở đây rất là bình yên luôn à. Rồi, nhà thấy khách sạn mình đang quay tổng quát luôn cho nhà xem nè. Đó, bên đây có sơn, có ba sọc vàng, xanh, đen, green nữa, màu xanh green nữa. Đó, đẹp không cả nhà? Rất yên bình luôn cả nhà. Bây giờ mình quay cho cả nhà xem nha. Bây chỗ đây là ăn sáng, là cà phê Ý nha. Torino Italia hot water right here. Có đầy đủ luôn. Vô đây là qua một xe chút bàn pizza này, trang trí rất đẹp nha. Quay bằng đêm có đèn đẹp lúc 6 giờ mấy. Bầu trời quy tan rồi, ăn sáng với miếng bánh này, bánh nơi biscuit với mật ong nha, và đi cà phê. Rồi, con trai tôi giờ đang mới xuống đeo ba lô và chuẩn bị lấy đồ ăn sáng. Đây con trai mình ăn gà này, đối với miếng nít này số 1 đó cả nhà. Đây có một người Mỹ đang ngồi ăn luôn phải không? Đó nha, đi dễ thương không? Cũng nằm một cà phê. Cindy ngồi đây. Cindy qua ăn sáng con. Qua Kevin over there. Này gái tôi ngồi chơi game à. Chưa giờ chưa đói bụng. Gái tôi dễ thương không? Đây, bà xã ăn trứng với bacon. Bà ăn gì? Chơi không? Thôi, action. Hello. Sáng bà con ơi. Rồi hết rồi. Đây có sữa trứng luôn nha, khách sạn cho ăn sáng nè, đây trứng thơm. Nhà đây là cái bánh Rice Frost tan kịch nè. Mình để cái dấu tay đây vô là cái bột nó sẽ ra.
Đây là cái bánh này. Không có dĩa, cái dĩa đó là nó để nó rớt bánh xuống. Còn con ăn lấy cái dĩa khác. À, cái máy này không tự động làm bột bánh ra luôn. Best hot bên kia là nó hay quá. À, cái bánh nó chạy ra nè. Ồ, cả nhà thấy không? Ôi ôi. Ôi ôi, bánh này. Ồ, rớt ra, rớt ra. Ồ, nhà thấy không? Ôi ôi. Thì ngồi đây với thường là ra luôn đi. Đó, cả nhà thấy hôm nay gia đình của chú Nam, chú Nam ngồi kế bên. Hôm nay là ngày cuối ăn sáng tại Hilton Hotel. Hilton Hotel đấy. Hilton, no Hilton cái tên thôi. Hilton là bên kia. Cái Hilton là tên khách sạn nè. Chu Bay Hilton. Chu Bay Hilton. Đây là Hilton Hotel ở Dallas. À, hotel. Đây còn là gì đây, bà bầu cháu bầu này đang ngồi trời ơi đó, cả nhà thấy không đó. Còn bé Ri đang chát không chịu ăn nữa. Còn tính là ăn thải ra luôn, maximum luôn hả con? Power con, good. Giống như tôi bảo là ăn good tầng 3. Power. À. Đặt lượng sao? Khách sạn này để là có lò nướng tự động luôn nha các bạn. Đó, mình chỉ cần để bánh lên thôi là tự động nó ra xuống đây. Nãy mình quên quay chỗ cái nướng. Rồi, cho cả nhà, đây là thẻ phòng của mình. À, bây giờ đang đợi hai gia đình kia xong rồi mình chuẩn bị đưa thẻ check out. Lên đường qua xác xịt bây giờ chuyện loại xong thôi, đợi máy biết chừng nào. Ok, bây giờ video tới đây kết thúc nha nhà. Tại khách sạn Hilton, tạm biệt cả nhà nha. Bây giờ đại gia đình chuẩn bị lái qua Texas 4 tiếng đồng hồ. Đây bây giờ đại gia đình mình đang chuẩn bị xong thôi. Ok, thank you, bye bye.